Xin chào quý vị và các bạn. Dạo gần đây thì cộng đồng yêu thích công nghệ đang dậy sóng bởi Apple tuyên bố rằng đã từng giảm hiệu năng của những chiếc iPhone bị chai pin. Vậy thực sự chiếc iPhone của các bạn đang cầm trên tay hoặc trong túi quần của bạn có thực sự là bị giảm hiệu năng hay không? Chúng ta hãy cùng kiểm chứng qua video thủ thuật của Mobile ngày hôm nay. Và để biết được là cái chiếc iPhone của bạn có bị giảm hiệu suất hay không thì trước tiên chúng ta sẽ download hai cái ứng dụng, và hai ứng dụng này sẽ giúp ích cho công cuộc đo của chúng ta. Đầu tiên đó chính là Battery Life. Battery Life với lại AnTuTu Benchmark là hai ứng dụng đang được download hoàn toàn miễn phí trên App Store. Thử cho các bạn cùng xem nè. Nó hoàn toàn miễn phí, chúng ta không bỏ bất cứ chi phí nào ra cả. Battery. Đây. Đều là miễn phí hết. Đây, chúng ta có thể thấy không? Nó không có tính phí gì cả và có thể dễ dàng download được. Sau đó là AnTuTu. AnTuTu á là cái ứng dụng mà rất là nhiều người gọi là yêu thích công nghệ hoặc là tìm hiểu về công nghệ một chút thì đều biết. Đây là một cái ứng dụng để có thể đo hiệu năng của chiếc máy. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện là vào hai ứng dụng này. Đầu tiên là mình nghĩ sẽ là Battery Life. Ở Battery Life này nó có một cái điểm hay, đó là nó có thể tính toán cho phép chúng ta thấy được là cái độ chai pin của máy. Giống như cái máy mình đang cầm nè là 94%, có nghĩa là 94%, còn có nghĩa là 6% phần là pin của mình đã bị chai rồi và trạng thái này là good. Khi mà nó xuống mức khoảng tầm 80 đổ xuống á thì cái ứng dụng này nó sẽ thông báo màu vàng. Thì với mức đó thì hiệu suất của chúng ta đã thực sự xuống rồi. Trên khoảng 80 thì hiệu suất đã không thay đổi quá nhiều, nhưng dưới 80 thì đây là chiếc máy đã bị giảm hiệu suất. Ứng dụng tiếp theo đó chính là AnTuTu Benchmark. Tại sao mình lại nói AnTuTu Benchmark là một cái ứng dụng khá là hữu ích trong cái việc này? Đó là ở cái mục test này nè, thì chúng ta có thể bắt đầu chữ test ha. Khi chúng ta nhấn vào mục này thì nó sẽ làm một cái việc gọi là chạy hết tối đa cái bộ vi xử lý từ CPU, GPU, card đồ họa, thì mọi thứ nó đều thực hiện chạy, cả chạy trên nền tảng 3D luôn. Thì chúng ta có thể đo được một cái số điểm mà cái hiệu năng các bạn đang đạt được. Bây giờ mình sẽ để nó đo cho các bạn cùng xem. Đoạn này thì mình sẽ lướt nhanh nha. Rồi, các bạn thấy ha, bây giờ là 90% và gần như kết thúc rồi nè. Đây, 92. Hơi lâu một chút, nhưng mà cái app này mình có thể có vẻ như là mình tin tưởng nhiều hơn so với lại cái ứng dụng Battery Life kia. Và bây giờ thì chúng ta đã có được cái số điểm của cái ứng dụng AnTuTu đối với lại cái hiệu năng của chiếc iPhone này. 56.079 điểm. Thì chúng ta sẽ lên một website mà mình sẽ để dưới phần mô tả đó. Hãy click vào phần mô tả nè. Tại vì cái tên web nó đọc, mình không biết đọc là sao nhưng nó tiếng Pháp thì phải. Sau đó chúng ta click vô và chúng ta tìm ra cái chiếc thiết bị của chúng ta là chiếc iPhone 6. Thì nó sẽ có một cái mục ở phần dưới cùng là cái điểm benchmark để giúp chúng ta có thể so sánh. Nếu mà khoảng trên là khoảng tầm 500 điểm thì rõ ràng là chiếc máy của chúng ta thấp hơn 500 điểm thì nó đã giảm hiệu suất rồi. Còn nếu mà gần ngang bằng hoặc là trên là khoảng tầm dưới 500 thì ok, chúng ta có thể chấp nhận được. Tại vì chúng máy chúng ta đã xài thì sẽ có ứng dụng tính năng thì nó sẽ giảm cái điểm hiệu năng này xuống một tí so với lại bình thường. Và đó là hai ứng dụng mà mình để test cái hiệu năng của chiếc iPhone của bạn là thực sự là có bị giảm hiệu năng hay không. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn một thủ thuật để có thể kiểm tra chiếc iPad hay chiếc iPhone của các bạn có thực sự bị giảm hiệu năng hay không. Thì câu trả lời chắc chắn các bạn cũng đã biết. Và bây giờ nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin đừng quên like, share, để lại comment những suy nghĩ của các bạn ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các những video lần sau. À, hãy subscribe kênh YouTube của Thủ thuật Mobile ở bên dưới đây, như link ở trên tay mình đây, để có thể nhận những thông báo về video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. À, quên mất, mình cũng có một vài mẹo để giúp các bạn có thể nâng cao thời gian sử dụng một thiết bị đã cũ như là chiếc iPhone 6, 5S hoặc là 6S. Các bạn hãy nhấn cái phần chuông bên dưới để nhận những thông báo về những video đó nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.